Cô Anh xin chào tất cả các con. Hôm nay cô Anh có một thí nghiệm vui muốn gửi tới các con đấy. Đó chính là thí nghiệm hoa nở trong nước. Để làm được thí nghiệm này thì cô cần chuẩn bị một hộp bút sáp màu, một chiếc kéo, giấy A4 và một bát nước. Bước thứ nhất, cô dùng bút sáp màu vẽ bông hoa. Cô vẽ một hình tròn để làm nhĩ hoa. Tiếp đến là những cánh hoa. Cô Anh đã vẽ xong bông hoa rồi. Để bông hoa được đẹp hơn thì cô sẽ tô màu cho bông hoa này. Cô dùng màu vàng để tô nhĩ hoa. Khi tô, chúng mình phải nhớ di màu thật đều, không để màu chườm ra ngoài. Tiếp đó, cô dùng màu đỏ để tô cho cánh hoa. Vậy là cô đã tô xong bông hoa rồi. Bông hoa của cô thật là đẹp phải không nào? Cứ như thế, cô đã vẽ được rất nhiều bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau rồi đấy. Tiếp theo, cô sẽ dùng kéo để cắt rời những bông hoa này ra. Khi dùng kéo, các con phải thật là cẩn thận, không là rất dễ cắt vào tay đấy. Ở nhà, chúng mình hãy bảo với bố mẹ cắt giúp chúng mình nhé. Cứ như vậy, cô đã cắt được rất là nhiều những bông hoa rồi này. Bước tiếp theo, cô sẽ gấp lần lượt những cánh hoa vào bên trong. Cứ như thế, cô gấp lần lượt các bông hoa còn lại. Bây giờ, đến bước cuối cùng, cô Anh sẽ thả những bông hoa đã gấp này vào trong bát nước. Chúng mình hãy quan sát xem điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nhé. Đang nở ra thành các bông hoa rồi đấy. Các bông hoa đang nở ra rồi đấy. Các con thấy những bông hoa này có đẹp không nào? Các bông hoa đã nở hết rồi đấy các con ạ. Các con ơi, các con có biết tại sao những nụ hoa này lại nở trong nước không? Đó là bởi vì những nụ hoa khi được thả vào trong nước, nước từ từ thấm vào bên trong hoa, làm mềm các cánh hoa và chúng đã nở ra rồi đấy. Vậy là cô đã thực hiện xong thí nghiệm rồi. Thí nghiệm rất là hay và thú vị phải không nào? Các con ơi, từ những nguyên vật liệu dễ tìm, các thao tác đơn giản, chúng mình đã có thể làm được những bông hoa rất là đẹp để tặng cho những người thân yêu của chúng mình rồi đấy. Cô chúc các con sẽ làm được rất nhiều những thí nghiệm hay và thú vị. Cô chào và hẹn gặp lại tất cả các con.